Bất bại thắng 7 trong 11 trận đấu, Thomas Tuchel giúp Chelsea thay đổi hoàn toàn diện mạo so với giai đoạn cuối trời chợt của triều đại Frank Lampard. Khi Chelsea sa thải Lampard, một số bộ phận không nhỏ người hâm mộ câu lạc bộ gọi đó là quyết định có phần phũ phàng và lố lăng vì cho rằng huấn luyện viên người Anh cần thêm thời gian. Nhưng Tuchel chỉ cần một ngày để thay đổi phong cách Chelsea. Ông xác định sơ đồ 3-4-2-1 cho đội bóng trong thời gian trên máy bay từ Paris đến London để ký hợp đồng. Ông ra sân điều hành buổi tập ngay trong ngày ra mắt đội bóng và mất thêm 6 tuần để đưa Chelsea trở lại top 4 ngoại hạng Anh với phong độ có thể cạnh tranh trực tiếp với Man City. Đánh bại Liverpool một lần không có gì đáng để gọi là kỳ tích, nhưng xét riêng trận đấu hôm 4 tháng 3, đó là màn trình diễn tuyệt hảo. Bàn thắng siêu đẳng của Mason Mount trong hiệp 1 chỉ cụ thể hóa toàn bộ kế hoạch Tuchel tạo dựng. Jamie Redknapp, cựu đội trưởng Liverpool, bình luận trên Sky Sports: "Một trong những màn trình diễn hay nhất mà tôi được xem từ Chelsea gần đây, đặc biệt ở cách triển khai bóng từ hàng thủ, Ashley Cole phụ họa." Chính Tuchel cũng không giấu được niềm vui. "Chúng tôi cần đá thật cứng cỏi nếu muốn giảm áp lực từ đối phương." Ông nói, "Chúng tôi chuyển trạng thái rất tốt, phòng ngự rất tốt, giành lại bóng hay và phản pressing cũng rất tốt. Đây là màn trình diễn rất rất tốt của toàn đội." Chất lượng đội hình Chelsea là không phải bàn cãi. Các bản hợp đồng đắt giá rõ ràng đã khẳng định tài năng ở các đội bóng cũ của họ. Nhưng Lampard dường như chưa biết cách phát huy. Dưới thời Tuchel, các Timo Werner liên tục uy hiếp hàng thủ dâng cao của Liverpool bằng những bước chạy thần tốc và xử lý tinh tế, hay N'Golo Kanté thường trực nguy hiểm ở tuyến giữa cùng khả năng đánh chặn hiếm thấy lại càng khẳng định điều này. Nhưng trước thời Tuchel, họ đã thiếu hiệu quả. Chelsea thua 5 trong 8 trận ngoại hạng Anh gần nhất. Trước khi bổ nhiệm Tuchel, họ tụt xuống thứ 10 trên bảng điểm sau nửa đầu mùa giải. Tiếp quản từ Lampard, một tập thể đang lạc lối trên hành trình tìm bản sắc, Tuchel như thể giúp họ tìm ra ánh sáng. Chelsea lập tức lập kỷ lục về số đường truyền trong hiệp 1 trận ra mắt của huấn luyện viên người Đức trước Werder. Họ trình làng một sơ đồ mới toanh, vẫn với con người của Lampard nhưng đã có định hướng rõ ràng. Vấn đề hàng thủ đã được giải quyết, không chỉ vì Chelsea bất bại 8 trận ngoại hạng Anh và 10 trận trên mọi đấu trường, mà còn bởi họ thủng lưới chỉ 2 lần trong giai đoạn này, bắt kịp thành tích phòng ngự trong 10 trận đầu của Mourinho ở Chelsea mùa 2004-2005. Đột nhiên, họ trở thành một tảng đá. Cần nhấn mạnh, thành tích này đến khi Tuchel còn thiếu trung vệ từng là đắt giá nhất thế giới, Thiago Silva, cũng có thể là người mà Tuchel hiểu rõ nhất sau thời gian chung chuyến tiến tại PSG. Sức mạnh từ hàng thủ góp phần khiến mặt trận tấn công gần đạt đến độ hoàn hảo. Khi các nhân tố phía trên thỏa sức hoạt động tự do ở 1/3 của sân, từng có quan ngại rằng đà thăng tiến của Bow, niềm tự hào của hệ thống học viện Chelsea, sẽ bị gián đoạn khi Lampard bị sa thải, đặc biệt khi Tuchel loại anh khỏi đội hình xuất phát trong trận ra mắt trước Werder. Nhưng đích thân Bow chứng minh điều đó là vô lý khi trở lại phong độ cao nhất trong những trận đã qua và siêu phẩm trước Liverpool, càng khẳng định tiềm năng của cầu thủ này cũng như khả năng tỏa sáng ở những thời điểm căng thẳng. Werner chưa thể ghi bàn với một số cơ hội tốt và một bàn bị VAR từ chối vì việt vị. Nhưng ít nhất, trung phong này chứng minh anh đủ phẩm chất đứng trong hàng ngũ. Và chính Klopp thừa nhận người đồng hương đã khiến ông sợ hãi khi khai thác quá tốt hàng thủ dâng cao của Liverpool. Có thể Olivier Giroud sẽ trở lại đội hình xuất phát trong những trận tới trước các đội bóng lùi sâu. Nhưng nó cũng cho thấy ông đã chuyển biến Werner thời Lampard thành một Werner khác. Và ngay cả Giroud bây giờ cũng được xem là một phương án. Tuchel đã rất thành công, không biết sau này thế nào, nhưng khởi đầu này giúp uy tín của ông tăng cao. Khi được hỏi, ông tỏ ra khiêm tốn. Cách trả lời có thể là một cách để tăng sự đồng cảm. "Tôi không rõ thật sự cảm giác này diễn ra thế nào, nhưng tôi cảm thấy mình đã là phần quan trọng của đội bóng này, thật sự quan trọng. Từ những khoảnh khắc đầu tiên," ông nói, "chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Khi đội bóng đá tốt, công lao thuộc về cầu thủ." Khi nghe những điều này, dễ hiểu tại sao các chuyên gia đánh giá cao tài ngoại giao của Tuchel ở các môi trường phức tạp. Đừng ngạc nhiên nếu cầu thủ Chelsea lăn xả trong những trận đấu còn lại của mùa này và đội bóng giành được vị trí khả quan trên bảng xếp hạng. Một phần lớn của nỗ lực đó là vì Tuchel.